Hello, chào tất cả các anh em ha. Hôm gà giờ anh em chiến sao rồi anh em ơi? Mình hôm gà giờ đi Cà Mau hết 2 ngày anh em ơi, đi cắm câu. Dính cũng được mấy con rồi anh em ơi. Rồi mình không có quay nữa. Rồi mình cũng có thổi nữa anh em ơi, thổi 2 đêm. Mà mình không có quay video anh em ơi, cũng được mấy con à. Giờ mình về đồng nhà rồi nha anh em. Mới ra tối nay lúa giờ chín trơn rồi nè anh em, giờ ta rút nước ra cũng gần cạn rồi nè, cũng hơi hơi cạn rồi, chắc cũng cỡ 10 ngày nữa, mười mấy ngày nữa có cắt rồi anh em ơi. Mấy hôm nay anh em đánh đỡ không anh em? Mình thì đồng nhà thì bữa nay cũng đủ ngày công anh em ơi. Giờ mình mới gom lo gom bọng rồi xong nè, chưa gom giỏng nữa anh em. Quay thành quả cho anh em xem tí rồi mình gom giỏng rồi mình dắt đồ xuống nha anh em. Đây, thành quả đây. Được 3 con quất với 1 con gà mái nha anh em. Đây, con cúp núm mái, 3 con quất ha. Nói chung gà cũng tạm ổn nha anh em. Thì đồng bây giờ thì cũng lúa chín rồi nè anh em, thấy không? Mắt xéo nó kêu quá trời luôn anh em. Mà thổi nó không lên. Cái này chỉ chờ cắt lúa thôi nha anh em. Ngoài ra là mắt xéo thì đồng lúa chín này quýnh, có lúa này quýnh chua lắm, đa số là nó gớt không anh em, gớt kêu gần trơn. Bữa nào mình rảnh rảnh mình đốn mấy cái cây bừng bừng bát này nè, nó lên cũng cao nữa anh em ơi. Mình phát cỏ ở đây nữa nè. Cái bờ này thì bơm á thì nó cũng đi được, còn mà tới tháng dù nước á là nó ngập hết trơn luôn anh em, phải lội nước không à, mình không có bãi thổi anh em ơi. Thôi video đến đây cũng kết thúc nha anh em, thì thành quả được như đây thôi nha, một con mái với ba con quất với 2 con cò lép. Rồi chào anh em ha, có anh em nào được nhiều bình luận nói chuyện chơi nha anh em.